Vì sao cùng là chúng sinh nhưng khi sống lại có người nhẫn nhục làm nên đại sự, kẻ thì lười biếng, người thì trí cao, người thì ngu si, người thì quân tử hiếu thảo, kẻ thì tiểu nhân bất hiếu, phải mất bao nhiêu kiếp để từ một người lười biếng ngu si tiểu nhân bất hiếu thành một người nhẫn nhục trí cao quân tử hiếu thảo, mức ranh giới giữa hai loại này là lúc thời sự nào? Thưa quý vị, cái thời điểm là thời điểm gặp chánh pháp, nghe chánh pháp, thực hành chánh pháp, thì cái thời điểm đó kẻ ngu sẽ chuyển thành người trí, kẻ bất hiếu vô ơn sẽ trở thành người biết tri ơn và báo ơn. Còn khi mà mình không gặp chánh pháp thì mình sẽ trở thành mấy cái thứ đó thôi. Nó chỉ đơn giản như vậy. Nhưng nó không hề đơn giản, bởi vì rất nhiều người họ đã bỏ lỡ cơ hội gặp chánh pháp, hoặc là họ tiếp xúc tới một cái gì đó nó không phải là chánh pháp, hoặc chỉ đơn giản là họ không sanh ra vào thời kỳ có chánh pháp. Cho nên mới có câu nói là sanh làm người trong pháp cú, sanh làm người thì khó, sanh làm người thì dễ sống, dễ ai sống lâu ở trên đời. Rồi sanh làm người được sống lâu thì mấy ai được nghe chánh pháp. Thì cái sự kiện mà nghe được chánh pháp đó, nó thay đổi một chúng sanh một cách triệt để. Mà đương nhiên nó tùy theo chúng sanh đó. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì không? Kính thưa quý vị, sự câu hỏi này cũng khá đơn giản, Thanh Tại nói quá rõ ràng, cho nên là nếu mà những người nào, những vị nào mà lưu tâm những cái câu hỏi mà cái có tiếp như vậy nè, chỉ cần nghe lại câu trả lời của Thanh Tại thôi, cũng khá đơn giản thôi, mà chính xác, nghe là cô động luôn á, trả lời là xúc tích cô động luôn, không đi lan man, cho nên chỉ cần nghe lại thôi, thì cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Có nhiều câu sư nói nó ngắn nhưng mà không có nghĩa là nó đáng để mình coi thường, tại vì như đó là đủ rồi. Sư thì sư không có thích nói dài dòng, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.